một đoạn đời đau buồn của MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Đời người ai cũng có những kỷ niệm đau thương hay hạnh phúc, kỷ niệm đôi khi chỉ thoáng qua, mờ nhạt như áng mây bay ngang qua bầu trời, để lại chút hình ảnh bâng khuâng, nhưng cũng có khi hết sức sâu đậm, đến nỗi có thể coi là một biến cố, khả dĩ tạo thành khúc rẽ quan trọng cho cuộc đời. Đó là trường hợp của tôi với câu chuyện xảy ra hơn 20 năm về trước, mà giờ này ngồi ghi lại tôi vẫn thấy hiển hiện như mới hôm qua. Ngày ấy miền Nam vừa đổi chủ được 3 năm, tình hình chính trị cực kỳ khắt khe, chính sách áp dụng lại không đồng nhất, mỗi phường mỗi tổ là một lãnh chúa, phát huy sáng kiến mà bức chế nhân dân. Tôi ở trại cải tạo, cầm tờ giấy tha vào những năm 78 về trình diện Sở Giáo dục thành phố cho đúng thủ tục. Dù biết trước sẽ không được thu nhận trở lại nghề cũ, không có nghề nghiệp biên chế, tôi chỉ được tạm trú 3 tháng tại Sài Gòn để thu xếp đi vùng kinh tế mới. Thời gian này, miền Nam đang lên cơn sốt về phong trào vượt biên tìm tự do. Những người ở vào hoàn cảnh của tôi bị công an khu vực theo dõi và hăm dọa thường xuyên thì lại càng nôn nóng kiếm đường bỏ trốn. Những người bạn tù chúng tôi ngày ngày đôn đáo gặp nhau, đi tài chính đem ra bàn bạc chỉ xoay quanh chuyện vượt biên. Thời gian trôi qua nhanh, trong nháy mắt đã hết hạn tạm trú, tôi trở thành kẻ sống lậu không hộ khẩu tại giữa thành phố. Giữa lúc lao đao tuyệt vọng, không biết ngày nào bất ngờ bị bắt lại, thì một hôm em trai tôi giới thiệu cho tôi một đầu cầu quý giá là ông Ân, một người đàn ông trí thức tuổi vừa 50, tính tình hiền hòa đứng đắn. Ông là nhân viên lâu đời của cơ quan viện trợ Hoa Kỳ trước 75, đồng thời góp phần chuyển âm Anh Pháp cho hãng phim Kusunam ở Sài Gòn. Vì làm ăn chung với em tôi từ sau 75, nên ông có lòng tốt rủ em tôi cùng đi với ông trong chuyến vượt biển bán chính thức vốn dành riêng cho người Hoa đang rầm rộ đăng ký lúc đó. Thông cảm hoàn cảnh bấp bênh của tôi, em tôi giới thiệu với ông để xem ông có giúp được gì tôi chăng. Đi bán chính thức lúc ấy đắt tiền lắm vì đang là những đợt đầu có người nộp 12, 14 cây vàng vì trải qua nhiều trung gian, còn giá trung bình cũng phải 10 lượng một người. Tôi mới ở tù ra làm gì có tiền. Bà xã tôi bận con nhỏ, khi tôi đi tù cháu mới hơn 1 tuổi, cho nên chỉ buôn bán vớ vẩn, đủ nuôi con và tiếp tế cho chồng là giỏi lắm rồi. Số vốn ít ỏi của vợ tôi cứ vơi dần sau mấy chuyến đi chui bất thành, con đường bán chính thức mua vé bằng cả chục lượng vàng là điều vượt quá sự kỳ vọng của tôi, trừ khi có một phép lạ. Vậy mà, phép lạ dường như đang xảy đến. Hôm ấy, một buổi tối khoảng đầu tháng 11, gia đình em tôi đưa tôi lại quán bò bảy món Duyên Mai bên Chi Lăng để gặp ông Ân lần đầu tiên. Tôi lúc này đang trốn chui trốn lủi vì đã hết hạn nộp hộ khẩu từ lâu, phải xoay đủ mọi thứ giấy tờ lao động để qua mặt công an khu vực, nấn ná lưu lại thành phố được ngày nào hay ngày nấy. Khu vực công giáo tôi cư ngụ lại hay xảy ra những vụ bắt bớ bí mật vì những tin đồn về các tổ chức phục quốc cả thật lẫn giả làm liên lụy đến khá nhiều người vô can. Trước năm 75 tôi có dạy một ít giờ tại hai trường tư thục công giáo là Trung học Quang Minh ở nhà thờ Vinh Sơn và đường Trần Quốc Toản và Trung học Saint Thomas trên đường Trương Minh Giảng. Nhà thờ Vinh Sơn là nơi phát khởi vụ nổi dậy chống chính quyền đầu tiên. Sau 30 tháng 4 năm 75, linh mục Nguyễn Quang Minh bị bắt. Ngay sau đó, cha vàng ở trường Saint Thomas cũng bị bắt vì nghe đồn bị vu cáo có giấu vũ khí trong khuôn viên trường. Khi tôi ở trại cải tạo về, công an gọi tôi ra thẩm vấn về mối quan hệ của tôi với hai vị linh mục này. Có thể đó chỉ là những câu hỏi thủ tục về lý lịch, nhưng cũng làm tôi lo sợ bởi xã hội không có luật pháp rõ ràng. Một khi công an nghi ngờ thì sớm muộn gì cũng vào tù. Bởi vậy tôi càng nôn nóng muốn trốn đi. Tối hôm ấy, gặp ông ăn ở nhà hàng, tôi bàng hoàng xúc động khi ông cho biết ông sẵn lòng đóng tiền cho vợ chồng tôi đi cùng chuyến với ông và em tôi. Nghĩa là ông cho tôi vay 20 lượng vàng, qua Mỹ đi làm trả lại. Vợ chồng tôi chỉ cần góp 5 lượng cho đứa con mà thôi. Tôi như người đi trên mây, buồn ngủ gặp chiếu manh, không ngờ đời mình có lúc gặp quý nhân dễ dàng thế này. Dĩ nhiên, qua trung gian, em trai tôi, ông ăn mới dám tin là tôi sẽ trả ông sau khi đến Hoa Kỳ. Nhưng dù sao đi nữa, việc ông giúp một người xa lạ như tôi trong hoàn cảnh này phải coi là một phép màu mà tôi không tưởng tượng trước được, nhất là ở thời kỳ gạo châu củi quế năm 78. Bà Ân ngồi cạnh chồng, chỉ cười hiền hòa không có ý kiến gì. Lúc đó bà 39 tuổi, thua chồng hơn 10 tuổi. 6 đứa con, đứa nào cũng xinh xắn ngoan hiền. Sau đó tôi còn được biết thêm, ông Ân cho tới 18 người vay tiền đi, tổng cộng gần 200 lượng vàng. Những ngày hồi hộp trôi qua rất chậm, tôi nôn nóng, chỉ sợ chuyện bất trắc xảy ra trước khi lên đường. Tôi vẫn hăng hái tham gia công tác thủy lợi tại địa phương, hoặc tự nguyện dạy lớp bổ túc văn hóa ban đêm trong tổ dân phố, để tránh sự chú ý của công an khu vực. Song song với những việc đó, tôi âm thầm mua giấy tờ, lấy tên giả, học nói dăm câu tiếng Hoa, và cuối cùng ra đi vào một ngày cuối năm khi sóng biển đang gầm thét dữ dội ngoài khơi.
Khi chiếc ghe nhỏ đưa người ra thuyền lớn ở Kiến Hòa, thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Công an cùng với chủ ghe đọc danh sách lên tàu và quyết định bỏ lại 17 người đã đóng tiền. Trong đó có toàn bộ gia đình em trai tôi gồm 4 người. Em trai tôi là người giới thiệu tôi đi, vậy mà phút chót bị ở lại. Tôi lên tàu hết sức hoang mang, linh cảm trước sẽ có chuyện chẳng lành trên cuộc hành trình đầy sóng gió sắp tới. Tàu đi bán chính thức chỉ được một lợi thế là không sợ bị bắt ở bến hẹn, nhưng luôn chở quá trọng tải. Có chuyến vừa ra tới cửa biển đã chìm. Chiếc thuyền gỗ tôi đi nom rất mong manh, mà chủ tàu và công an chất lên tới hơn 300 người, cố nhét càng nhiều người càng tốt để thu vàng tối đa. Họ gạch tên bỏ lại 17 người để thay vào bằng những hành khách khác bằng lòng nộp nhiều tiền vàng hơn. Đây là loại tàu đánh cá có hầm chứa nước đá để ướp cá, bây giờ được dọn sạch để đưa người vượt biển. Hơn 100 người đàn ông chúng tôi bị dồn xuống hầm, cấm không được leo lên, và chỉ có mỗi cái cửa vuông ở giữa tàu để ngày ngày bên trên ném thức ăn xuống. Đàn bà con nít được ngồi ở tầng trên cùng với thân nhân của chủ tàu và tài công. Có nghĩa là từ lúc bước chân xuống tàu, tôi không được liên lạc với vợ con nữa. Tôi không biết trong số hơn 100 người đàn ông ngồi dưới hầm tàu có bao nhiêu người Việt. Chỉ nghe tiếng chuyện vãn chung quanh toàn tiếng Hoa. Ông Ân với ba cậu con trai, tuổi từ 14 tới 18 ngồi dưới hầm bên cạnh tôi. Vợ ông cùng cô con gái đầu lòng 19 tuổi, đứa áp út 13 và đứa con út 3 tuổi ở trên boong cùng vợ con tôi. Vì là người Việt, không dám tranh cãi với đại đa số người Hoa, chúng tôi bị dồn vào cuối hầm tàu, ngồi chịu trận tại chỗ. Nước lũng nào cũng ngập từ thắt lưng trở xuống, có khi lên tới ngực. Thức ăn cũng ít khi đến lượt mình, vì những người ngồi gần cửa lấy hết, lâu lâu mới quẳng vào cho phía chúng tôi cái bánh tét hay ổ bánh mì đã cứng như thanh củi. Tuy vậy, ai cũng tự an ủi là cuộc hành trình sẽ không lâu, cố gắng chịu đựng vài ngày là tới bến, tha hồ thong dong. Sang đến ngày thứ tư, rồi thứ năm, tất cả đều mệt mỏi, vì con thuyền nhỏ bị sóng nhồi liên tục, nước biển dỉ vào hầm tàu mỗi lúc một nhiều hơn, mà chẳng ai buồn múc từng thùng đổ ra ngoài như hai hôm đầu. Chỗ tôi ngồi ngày càng thê thảm, nước ngập tới ngực mà rác rến nổi lênh bềnh chung quanh, là bánh chưng, bánh tét, vỏ quýt, vỏ bưởi cùng các thứ linh tinh không tên trôi vật vờ, chẳng ai thèm vớt mà đem quăng xuống biển. Vì quá chật trội, di chuyển khó khăn, ai cũng ngồi lì tại chỗ, đứng lên không nổi, đi tiểu luôn chỗ mình ngồi cho tiện. Trong hầm tàu, chúng tôi mất hết ý niệm thời gian, không ngày hay đêm, cũng chẳng biết tàu đang chạy hay đứng tại chỗ. Đến ngày thứ năm, vì nóng bức quá, có người ngộp thở ngất xỉu dưới hầm, tài công mới cho khoét một cái lỗ vuông mỗi bể hơn một găng tay ngay trên đầu tôi. Nghĩa là phía dưới tàu, để lấy không khí từ trên lùa xuống cho hơn 100 người phía dưới. Vị ân nhân của tôi, ông Ân và các con, lúc đầu còn nói chuyện với tôi. Sau mệt quá, ai cũng nhắm mắt dựa vào nhau mà sống cho qua cuộc hành trình dài lê thê. Bước sang ngày thứ bảy, buổi sáng tinh mơ, chắc chưa đến 6 giờ, tôi đang thiêu thiêu ngủ, thì nghe có tiếng gọi nhỏ. Anh Ngạn ơi, anh Ngạn ơi. Tôi giật mình ngơ ngác, ngước nhìn lên thì thấy bà xã tôi thò mặt qua cái lỗ thông hơi để tìm tôi. Tôi không nhận ra mặt vợ tôi vì trời còn tối, nhưng nhờ giọng nói tôi biết vợ tôi cần gặp tôi có chuyện khẩn cấp. Tôi hồi hộp tìm cách đứng dậy, tàu chật ních, lại thêm đã gần một tuần ngồi một chỗ, hai chân tôi tê cứng dưới lớp nước mặn, tôi loanh quanh khá lâu mới đứng lên được. May cho tôi là quanh tôi mọi người còn đang ngủ cả, chỉ nếu họ thức thì tôi khó lòng di chuyển, vì họ sẽ lôi lại và dí đầu tôi bắt tôi ngồi xuống. Bà xã tôi giục nho nhỏ, lên đi anh, lên đại đi, chui lỗ thông hơi này lên đi. Tôi lo lắng nhìn quanh, lúc ấy tôi còn gầy yếu lắm. Thời gian ở trại cải tạo bị sốt rét nặng, kéo dài 21 ngày, bước đi phải nhờ người vị. Bạn bè cùng tổ cứ tưởng tôi là sắp phải đem tôi đi chôn trên đồi tranh ở Bồ Gia Mập. Giờ này vượt biển tôi vẫn chưa lại sức, mới chỉ lên cân được chút ít. Nhà tôi lại bảo, đêm qua bão lớn, cái áo của con bị rách tung rồi bay mất. Nó phải cởi trần cả đêm lạnh tím cả người, anh lên một chút đi. Nghe nhắc đến đứa con hơn 4 tuổi, tôi vùng đứng lên, bước đại qua vào người đang ngồi ngủ, rồi chui liền lên. Cái lỗ nhỏ phải lách người khó khăn, làm chề xước cả hai vai, nhưng tôi không có cảm giác gì lúc đó. Từ hôm lên tàu tôi vẫn mặc cái jacket ni lông của không quân ngày trước và chiếc quần tây màu vàng đục. Lúc ngồi dĩ nhiên phải cởi hết nút quần, kéo phép mơ tuya xuống cho thoải mái. Bây giờ đứng dậy, vội vã dùng hai tay đu lên khỏi hầm tàu. Có người nào đó đã nắm ống quần tôi kéo lại, làm tôi chỉ còn mỗi cái quần đùi khi lên tới tầng trên. Trời mưa không nặng hạt lắm, nhưng gió biển thổi phần phật trong không gian mờ tối. Tôi cúi xuống ôm đứa con đang run cầm cập. Nhà tôi ưu tư bảo, tàu sắp đắm mất anh ạ. Tôi đảo mắt nhìn quanh, sau 6 ngày 7 đêm chui trong bóng tối dưới hầm. Chỉ một phút sau tôi nhận ra ngay là mình sắp chết. Vợ tôi nói đúng, là bởi vì khi ở dưới hầm, tôi cứ tưởng tàu đang chạy.
Hóa ra tàu bị bỏ neo đậu tại chỗ suốt cả đêm rồi, mặc cho gió mưa và sóng dữ cuối năm vùi dập. Tuy cùng ở trên tàu, nhưng những tin tức bên trên không được thông báo cho người dưới hầm biết, sợ gây cảnh náo loạn dẫm đạp lên nhau. Bởi vậy, tôi hoàn toàn không biết gì cả, cho đến bây giờ leo lên mới thấy kinh hoàng. Tôi nhìn lại phía buồng máy, một cảnh tượng hãi hùng và thê lương. Không có tải công, không có người phụ máy. Chiếc tàu không người lái cứ bập bềnh nghiêng ngửa theo từng đợt sóng khổng lồ, đưa vào đẩy ra, phó mặc sinh mạng mấy trăm người cho đại dương. Với sức sóng như thế này, tôi biết chắc tàu sắp vỡ. Đàn bà con nít, người đứng người ngồi lố nhố, quên cả cái ướt lạnh, nhớn nhác hỏi nhau. Không biết phải làm gì trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, bà xã tôi bảo. Tài công bỏ tàu từ nửa đêm rồi. Bấy giờ tôi mới hiểu đầu đuôi câu chuyện. Đêm qua khi thuyền chúng tôi vào còn cách bờ Mã Lai khoảng nửa cây số, thì có tàu cảnh sát Mã Lai ra, đuổi. Rồi họ dựng mấy cây đại liên và đèn pha trên bờ bắn ra xối xả. Mười mấy người tài công cùng với thân nhân chủ ghe đeo phao nhảy xuống bơi vào. Nói là để điều đình, rồi sẽ ra đưa tàu vô. Nhưng rồi họ đi luôn, không ai trở lại. Người ngoài khơi cứ đợi, người đã lên bờ thì bỏ mặc. Đàn bà con nít trên bong không ai biết lái tàu. Hơn 100 người ngồi dưới hầm thì tưởng tàu vẫn đang chạy bình thường. Tôi biết mình sắp chết nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh bảo con tôi. Con ơi, đằng nào tàu cũng sắp chìm. Bây giờ con ôm lấy cổ ba, để ba nhảy xuống biển khơi bơi vào. Tôi không biết bơi, mà có biết thì cũng không còn sức bởi bờ ở xa quá. Tôi cố nhướng mắt nhìn mà chỉ thấy lờ mờ trong mưa. Đứa con trai hơn 4 tuổi quấn chiếc khăn quanh người ướt đẫm từ đầu xuống chân, run lẩy bẩy nhìn tôi im lặng gật đầu. Giống như nó cũng linh cảm thấy chuyện chẳng lành sắp đến, cho nên chỉ nhìn tôi chia sẻ. Quanh tôi có vài cái bình ni lông đựng nước ngọt đã uống hết, nằm lăn lóc trên sàn. Tôi nắm bàn tay lạnh ngắt của vợ tôi và bảo, em lấy cái bình ni lông, ôm vào người rồi nhảy xuống, may ra sóng đánh vào bờ. Thà nhảy xuống trước, chứ để tàu vỡ thì khó lòng mà sống được, vì cả trăm người sẽ níu chặt lấy nhau cùng chết hết. Vợ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt ly biệt, đưa tay làm dấu đọc kinh. Tôi và con trai tôi cũng làm dấu thánh giá, cầu xin Chúa che chở. Tôi vừa đưa cho vợ tôi cái bình ni lông, chưa kịp nói thêm gì thì một đợt sóng vĩ đại ập tới, làm chiếc tàu lật ngang, vỡ tung buồng lái ở tầng trên. Tiếng người đồng thanh kêu du lên, bị tiếng gầm của sóng át đi. Buồng máy, kính cửa sổ, mui tàu, mái gỗ bọc tôn và bao nhiêu thứ ngổn ngang trên tàu đều rụng hết xuống biển, kéo theo quá nửa hành khách gồm đàn bà và trẻ em. Tôi té lăn trên sàn tàu, trong khối nước mặn khổng lồ vừa ập tới, đôi tay của quạng bám víu bất cứ thứ gì để sống còn. Từ giây phút ấy tôi không còn nhìn lại được vợ tôi lần nào nữa. Đứa con tôi cũng vụt khỏi tay tôi và văng xuống biển. Tôi níu được một sợi dây nào đó trên tàu, nên chỉ bị văng mất đôi mắt kính chứ chưa rơi hẳn xuống nước. Nhưng ngay sau đó tôi chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp đứng vững, thì lớp sóng khổng lồ vừa đẩy vào bờ, lại rút ra mạnh hơn, làm tàu lật ngang một lần nữa ra phía ngoài. Và lần này trên boong tàu không còn sót lại một ai, tất cả đều rụng xuống biển. Những lớp ván, lớp kính và những gì vỡ chưa qua được sóng trước, lần này tan tành hết. Nhưng đau đớn hơn cả là chiều tàu chìm dần xuống đáy biển mà hầm tàu lại chưa bể, cho nên hơn 100 người đàn ông ngồi với tôi suốt tuần lễ vừa qua đều chết ngộp hết trong hầm, trong đó có cả cha con ông Ân, người đã đóng tiền cho gia đình tôi đi. Tôi rớt xuống biển, cố gắng vùng vẫy theo bản năng sinh tồn dù không biết bơi. Trên mặt biển bao la, sóng nhồi khủng khiếp, tôi thấy từng mảng gỗ thật lớn của ván tàu, rồi thùng phi, vali, nồi niêu áo quần, thùng gạo và hàng chục thứ đồ lặt vặt khác trôi nổi theo triền sóng, đôi khi lao vào mặt mình. Đàn bà con nít ngụp lên lặn xuống, bám lấy nhau mà cùng chết. Tôi uống no nước, chìm sâu xuống, đụng phải bao nhiêu xác người còn bấu chặt không rời nhau. Tôi nín hơi ngo lên được một chút để thở, rồi lại bị sóng cuốn đi không định được phương hướng. Là người công giáo trong lúc lâm chung, tôi cố gắng đọc kinh sám hối để chuẩn bị lìa đời. Đọc kinh nhưng không cầm trí tập trung được, tôi ất ức lắm. Bởi thấy mình chết tức tuổi ở tuổi 32 sau khi đã kinh qua bao nhiêu năm gian khổ. Ngày còn trong quân đội mấy năm tác chiến tôi đã kể cận tử thần, mà không chết ngay trên chiến trường cho xong. Tôi nhớ một lần hành quân ở Cái Bè, đứng dưới đường mương bên gốc xoài. Từ cánh đồng trước mặt, bắn pháo đạn trúng ngọn xoài chỗ tôi đứng. Miếng văng tung tóe làm bay mất cây súng côn tôi đang đeo bên hông, cắt đứt sợi dây ống liên hợp máy truyền tin PRC-25. Tôi đang nói chuyện với bộ chỉ huy hành quân. Lúc ấy tôi thấy số mình còn lớn lắm, chỉ bị chảy sát nhẹ bên đùi. Rồi khi ở trại cải tạo Sông Bé, tôi lại bị sốt rét nặng nề đến kiệt sức, tưởng không còn sống nổi tới ngày được tha về. Vậy mà cũng không sao. Tôi ất ức tự hỏi tại sao vượt biển gần đến nơi thì lại chết. Thế rồi tôi uống no nước, đuối sức không vùng vẫy nổi, đánh buông xuôi tay chìm xuống đáy bể không biết gì nữa.
tôi tỉnh lại trên bờ, thấy mình nằm sấp trên đống xác chết ngổn ngang, nước ọc từ trong bụng ra, giúp tôi hồi sinh. Tôi mơ màng tưởng mình đang nằm chiêm bao. Đứa con trai 13 tuổi của ông Ân chạy lại lôi tôi dậy và nói: "Chú Ngạn ơi, tỉnh dậy đi, đắm tàu, chú Ngạn ơi." Tôi ngớ ngác nhìn nó, chưa nhận ra ai bởi quá đuối sức và không có mắt kính. Thằng bé lay tôi phải nhắc lại: "Chú Ngạn ơi, đắm tàu, ba cháu, chị cháu với ba người anh của cháu chết hết rồi. Vợ chú với con chú cũng chết cả rồi." Tôi vùng đứng dậy đưa mắt nhìn quanh. Lính Mã Lai đang quay những người sống sót vào gốc dừa. Họ cũng như tôi là những người được sống sót đẩy vào bờ và may mắn thoát khỏi tử thần. Nhưng họ không được phép cứu những người bị ngộp nước như tôi. Nếu được cấp cứu, tôi tin chắc trong đám người nằm kia ít lắm cũng có cả chục người sống dậy. Lính Mã Lai không cho cứu là bởi những kẻ xa lạ và bất nhân ấy đang lột quần áo người chết để lấy vàng và đô la giấu trong gấu quần, gấu áo, cổ áo, vạt áo. Moi của xong, họ lôi xác chết tập trung lại một chỗ chờ xe mang đi chôn tập thể. Tôi từ gốc dừa bò tới, tìm trong đám 97 cái xác. Thấy con trai tôi đã chết hẳn, tôi bế cháu lên và nhận ra ván tàu hoặc gành đá đã đánh vỡ trán con tôi, còn để lại một vệt dài thật rõ. Còn vợ tôi thì sóng biển đánh trôi đi mất, không tìm được xác. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp nhoáng. Ngoài kia biển vẫn ầm ầm gào thét, chỉ thấy sóng xô chập trùng, không còn dấu tích gì của chiếc thuyền định mệnh. Hôm sau, từ trại tạm cư, chúng tôi được đưa trở lại bãi biển, thả bộ dọc xuống hướng Thái Lan, tìm thêm được một số xác chết, nhưng cũng không thấy vợ tôi. Tổng số 161 người chết, chỉ vào bờ được khoảng 100 cái xác, phần còn lại sóng đưa đi mất tích. Có hai nhà sư Mã Lai gốc Hoa đem vải và nhang đến làm lễ cầu siêu trước khi lính Mã Lai đem chôn tập thể. Trên bãi biển Mã Lai dài thăm thẳm, tôi dừng chân, ngồi giữa hàng dừa, trông ra đại dương, nao nao mường tượng lại chặng đường đã qua, nhớ những buổi sáng chủ nhật vợ tôi lên thăm ở khu tiếp tân đường bộ binh Thủ Đức, rồi những lần từ thành phố xuống miền Tây chờ tôi ở hậu cứ tiểu đoàn. Khi sinh con đầu lòng, tôi từ đơn vị hành quân, không kịp thay quân phục, vội vã đón xe về thăm ở Bảo Xanh Viện Đức Chính trên đường Cao Thắng. Nhớ hơn nữa là những lần vợ tôi gánh quả nặng trĩu đi tiếp tế cho tôi trong trại cải tạo, băng qua 17 cây số đường rừng từ thị xã Phước Bình và Bù Gia Mập. Chỉ còn lại mặt nước mênh mông xanh thẳm trước mặt, từng cuốn mất bao nhiêu xác người đồng hương trên hành trình tìm tự do. Vợ tôi mất đi ở tuổi 26 sau những tháng ngày vất vả vì chồng. Lấy tôi khi tôi đã vào quân đội, thường xuyên xa nhà. Vợ tôi cũng giống như bao nhiêu người đàn bà khác trong thời khói lửa, chẳng mấy khi được gần chồng. Khi tôi được biệt phái về lại Bộ Giáo dục, dạy học tại Sài Gòn, đã tưởng vợ chồng có thể sống đời dân sự yên ổn lâu dài. Nào ngờ chỉ hơn một năm sau thì mất nước, bắt đầu cuộc sống mới lao đao gấp bội. Đoạn đường trầm luân ấy có ngờ đâu, rút cuộc lại kết thúc bi thảm bằng cái chết trên đại dương cùng với đứa con đầu lòng hơn 4 tuổi. Tôi tin chắc cái chết của vợ tôi đã làm thay đổi hẳn cuộc sống của tôi. Nếu nói theo niềm tin thiêng liêng thì chính vợ tôi đã cứu tôi vào phút chót trước khi đắm tàu. Bằng chứng là hơn 100 người đàn ông ngồi chung với tôi dưới hầm đều chết hết cả vì ngộp nước. Em tôi, người giới thiệu tôi cho ông Ân, nếu đi cùng tôi chuyến ấy chắc chắn cũng đã bỏ xác trên đại dương. Nhờ bị bỏ lại nửa năm sau, em tôi cùng gia đình vượt biển thành công và gặp lại tôi tại Vancouver, Canada vào giữa năm 80. Bà Ân và hai đứa con nhỏ được sóng đánh vào bờ thoát chết, đi định cư ở Texas. Tôi vẫn liên lạc cho đến khi trả xong 20 lượng vàng chồng bà cho tôi vay. Biến cố hãi hùng của chuyến tàu định mệnh làm tôi càng vững tin rằng đời người có sự sắp đặt của định mệnh, hay nói theo đức tin công giáo thì đó là sự an bài của Thiên Chúa. Còn đó rồi mất đó, kiếp người mong manh như chiếc bách giữa dòng, cho nên các cụ ngày xưa thường ví là cuộc phù thế nhân sinh. Vợ con tôi chết trước mặt tôi, hơn 160 người chết ngay bên cạnh tôi, mà một kẻ yếu đuối như tôi lại sống sót. Đó là quyền năng Thiên Chúa chưa muốn tôi lìa trần. Lúc ngồi trên tàu, ông Ân thường tâm sự với tôi. Những ngày gần mất nước, gia đình ông đã có thể đi Mỹ dễ dàng, bởi ông làm việc cho cơ quan viện trợ Hoa Kỳ suốt 20 năm. Nhưng ông thấy mình tuổi đã lớn, muốn ở lại quê nhà khi đất nước hết chiến tranh, nên ông từ khước quyền lợi di tản mà người Mỹ dành cho ông. 3 năm sau đất nước quá lầm than mà chiến tranh vẫn không dứt. Các con ông chuẩn bị bước vào tuổi nghĩa vụ quân sự phục vụ cuộc xâm lăng Campuchia, thúc đẩy ông phải ra đi. Năm 75 ông từ chối di tản bằng máy bay. Năm 78 ông phải trốn bằng thuyền, để rồi chính bản thân ông cùng với 4 đứa con lớn đều chết cả. Có thể do những suy nghĩ về cuộc đời sau chuyến hải hành khủng khiếp mà tôi thoát nạn chỉ trong đường tơ kẽ tóc, tôi bắt đầu có những thay đổi lớn trong tâm tư.
tôi trở nên dễ tính, ít chấp nhặt và không nuôi lòng thù ghét với ai. Tôi tâm nguyện rằng cuộc đời mình hễ làm được điều gì cho cộng đồng, cho xã hội, cho tha nhân, tôi đều cố gắng để đền đáp lại phép lạ của Chúa đã cứu tôi trên biển. Những ngày trống vắng ở trại tị nạn Mã Lai, chờ đi định cư, tôi suy nghĩ rất nhiều về nửa thế kỷ trầm luân của đất nước. Nhận ra một điều đơn giản, trong xã hội Việt Nam, người đàn bà chính là thành phần chịu nhiều gian truân nhất, thời chiến tranh cũng như thời hậu chiến. Cảm thông cái thực tế chua xót ấy, cùng với nỗi nhớ thương người vợ mới mất, tôi bắt đầu viết truyện dài, Những người đàn bà còn ở lại. Trong 3 tháng ở trại tạm cư, cuốn sách đầu tiên ấy tuy kỹ thuật chưa cao, chưa chứa đựng nhiều cảm xúc. Nó là bậc thềm thứ nhất, là nấc thang khởi đầu. Để rồi từ đó đến nay, tôi đã có được gần 30 tác phẩm xuất bản. 20 năm đã qua, trên mặt báo chí Việt ngữ, tôi chưa hề viết lại những dòng này để mô tả tỉ mỉ cái chết của vợ tôi với đứa con đầu lòng. Tuy vậy, từ thâm sâu, tôi vẫn tin chắc một điều rằng chính cái chết của vợ tôi đã mở ra cho tôi một cánh cửa mới tôi chưa hề dự trù trong quá khứ. Đó là thế giới văn chương mà tôi miệt mài theo đuổi cho đến hôm nay.